Món nem chua rán này chắc ai cũng đã từng thử rồi nhỉ. Giờ cùng mình vào bếp làm món này nhé. Nguyên liệu thì rất là đơn giản, bì thì mọi người rửa sạch sẽ và đem luộc và xái thật mỏng như mình là được nhé. Bì thì mình đã xái xong, thì bây giờ mình bắt đầu đưa trộn nguyên liệu vào để mình làm nem chua này. Nguyên liệu của mình là thịt xay này, mình cho thịt xay vào này. Mình cho giò sống này. Mình cho một chút hành tím này. Mình cho một muỗng hạt nêm này và một muỗng mì chính. Và mình cho một thìa nước mắm để cho được dậy mùi của cái nem chua của mình này. Mình cho chút hạt tiêu cho thơm này. Sau đó mình đảo đều đi cho nó quyện nguyên liệu vào với nhau. Mình đảo thì cũng đã được rồi, bây giờ mình cho hai thìa bột năng vào để cho cái nem của mình nó được kết dính hơn này. Mình bắt đầu cuốn nem này. Tay thì mình đã rửa sạch rồi. Đấy, mình bắt đầu mình cuốn này. Mọi người nên cuốn chặt vào. Cuốn chặt vào. Người xoắn cái này nó càng chặt. Xoắn cái này nó chặt nha. Sau đó thì mình bỏ vào ngăn đá. Thì khi nào nó chắc thì bắt đầu là ta bỏ ta rán. Mình bắt đầu mình tẩm bột chiên xù là mình rán để cho cái nem của mình được ngon. Nem chua của mình rán thì đã xong, thì bên ngoài rất giòn và bên trong thì sẽ có cái dẻo dẻo của bì, đấy mỡ còn đang xèo xèo nhỉ. Món nem chua rán của mình đây này, mình bẻ mọi người xem này. Đấy, bên ngoài rất giòn này, bên trong thì nó dẻo dẻo của bì. Thì mọi người nên làm cho gia đình ăn món này thì cũng dễ ăn. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh để xem video mới tiếp theo nhé.